Hello, chào mừng mọi người đến với Lỗ Béo Studio. Vậy là chỉ còn 3 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới rồi. Hôm nay thì mình mới nhận được một món quà từ nhà Nabiot. Ây da, năm nay hãng họ gửi quà đóng gói xịn sò chín chua ghê. Để mình xem nào. Cảm ơn Lỗ Béo Studio đã luôn đồng hành cùng Nabiot trong suốt thời gian qua. Đây là động lực giúp công ty hoàn thiện hơn, đưa ra các sản phẩm ngày một chất lượng hơn nữa. Nhân dịp năm 2021, Nabiot trân trọng gửi tới team Lỗ Béo Studio một món quà nhỏ thay lời chúc năm mới sức khỏe và thành công. Chúc các bạn có một cái Tết đầm ấm, yên vui bên gia đình. Ui, bìa đỉnh thực sự mọi người ạ. Kiểu mới nhìn thôi, chưa sử dụng mà mình đã thấy rất là nhiều lì xì trước mắt rồi. Hai sổ này có vẻ là một bộ, còn hai sổ này là một bộ. Bộ đầu tiên có tên là Homie, được vẽ và thiết kế bởi artist Fish Beauty, rất là có tiếng trên Instagram. Cách phối màu dựng hình của artist này xinh dã man luôn mọi người ạ. Và nếu các bạn muốn chiêm ngưỡng thêm tác phẩm của bạn ấy thì mình sẽ để link phía dưới phần mô tả của video nhé. Bộ thứ hai có tên là Just for You, hay còn có nghĩa là Just for You, tức là chỉ dành cho bạn, được vẽ và thiết kế bởi anh Kun. Nghe cách đặt tên thôi đã thấy đúng chất anh Kun rồi, kiểu ngọt ngào, đáng yêu, dễ thương ấy. Nhận quà của bên Nabi thì Lỗ cũng khá là bất ngờ khi thấy tranh của anh ấy luôn. Ban nãy mình có đọc thư ngỏ của bên Nabi thì đây là một dòng sổ giới hạn, chất giấy có thể vẽ được cả màu nước và màu dạng. Các bạn hãy cùng Lỗ Béo Studio trải nghiệm dòng sản phẩm này xem sao nhé. Có lẽ đây là dòng limited năm mới và muốn đảm bảo bố cục cho bìa, nên là mình không thấy hãng họ in thông tin gì về sản phẩm bên ngoài hết. Vân giấy dòng limited này có vẻ là hơi sần và có chút nhiều keo hơn dòng Nabiot qua phát. Thường thì mình thấy là giấy keo một chút thì vẽ màu dạ sẽ dễ hơn là giấy cotton. Sổ có khổ A5 lỡ dạng gáy xoắn và được lót bìa cứng phía sau khá là chắc chắn. Sau khi đếm thì không biết là vô tình hay hữu ý mà sổ có 21 trang mọi người ạ. Năm 2021 dùng sổ 21 trang, nghe cũng có vẻ hợp lý đấy chứ. Vậy là mình đã đi nét xong hai bức tranh cô gái cưỡi trâu bị ngải heo nhập rồi. Mà nhìn đi nhìn lại thì không hiểu sao bạn trâu này hơi giống Ember Studio mọi người ạ. Mình sẽ vẽ bằng cả màu dạ và màu nước trên giấy này để mọi người so sánh nhé. Tranh này mình đang sử dụng màu nước Orin hạng học sinh sinh viên thì giấy có độ loang cũng khá ổn, nhưng mà không được mạnh như dòng Nabiot qua phát bởi vì giấy nhiều keo hơn. Bức tranh này thì mình sử dụng màu nước Orin và cọ Holic 1999 nhé. Trong bức tranh mình sử dụng những tông màu tươi sáng, có hơi hướng pastel một chút để màu ngọt và nhẹ nhàng hơn. Riêng có áo của cô bé thì mình dùng màu đỏ, bởi vì Tết mà, Tết phải có màu đỏ chứ đúng không? Đầu tiên thì mình sẽ pha loãng màu vàng vào tô con trâu trước. Sử dụng màu vàng là bởi vì mình muốn năm mới có thật là nhiều tài lộc. Sừng và móng trâu thì mình dùng màu xanh pha với một chút đen. Bản thân mình thấy là màu Orin là một dòng màu nước có chất lượng tốt hơn tầm giá, chất màu khá trong, loang cũng khá tốt, màu sắc tươi. Có một ưu điểm của dòng Nabi Limited này là giấy có thêm keo, nên là khi kết hợp với các dòng màu nước hạng học sinh sinh viên như là Orin có thể che được khuyết điểm về độ bột của màu. Giấy này thì mình cũng không thấy kỵ tẩy cho lắm bởi vì tranh này mình cũng có tẩy qua 1-2 lần rồi, nhưng mà chưa thấy hiện tượng gì vì đa số những giấy vẽ được màu nước thì đều khá là kỵ tẩy và cũng phụ thuộc vào độ nhấn chì của mỗi người nữa. Nên là để có thể đảm bảo an toàn cho bức tranh nhất thì Lô vẫn khuyên mọi người là nên dùng bảng hát sáng nhé. Mình đang sử dụng màu dạ Tuslit 6 để thử nghiệm khả năng tô màu dạ của dòng giấy Nabi Limited này. Màu lên giấy độ loang màu sang các mảng khác không quá cao nên là khá là dễ để kiểm soát. Điểm trừ duy nhất khi dùng màu dạ trên dòng này là vân giấy hơi sần một xíu, nên là khi đi nét các bạn có thể đi nét chắc tay hơn một chút để tránh bị chệch nét nhé. Ngoài ra thì độ hòa sắc chuyển màu khi dùng Tuslit 6 của giấy này cũng khá là tốt. Giấy dày 300 gsm nên là sẽ không lo màu bị thấm sang tờ thứ hai nữa. Bức tranh trẻ và trâu này khi lên màu nước và màu dạ có vẻ là không được giống nhau cho lắm thì phải. Nhiều bạn hỏi Lỗ Béo Studio về việc là nên chọn màu nước hay màu dạ khi vẽ tranh thì đây thực sự là một câu hỏi rất khó để trả lời. Các bạn có thể quan sát cách lên màu của hai tranh để có cái nhìn trực quan hơn nhé. Màu dạ thì có ưu điểm là dễ kiểm soát màu sắc hơn màu nước, màu sắc tươi, rực rỡ và nhìn rất là sắc nét. Tuy nhiên thì màu sắc của màu dạ chỉ có giới hạn thôi. Bộ màu dạ nhiều nhất hiện tại có tầm 480 mã màu thì phải. Việc pha màu dạ cũng sẽ khó hơn pha màu nước,
Ví dụ như ở màu nước chúng ta có thể pha vàng và đỏ da cam để sử dụng, màu lên và rất mịn và mượt đúng không? Nhưng mà đối với màu dạ thì chúng ta cần phải sử dụng cây màu cam, chứ khó có thể tạo ra được một màu cam mịn mượt bằng cách là tô hai màu đỏ và vàng với nhau. Do đó khi sử dụng màu dạ, chúng ta càng có nhiều mã màu thì càng dễ sử dụng, đặc biệt là những tông màu nhạt hoặc là những tông màu gần nhau với cùng màu gốc thì càng dễ sử dụng hơn. Còn đối với màu nước thì chỉ cần với 12 màu cơ bản chúng ta có thể pha ra rất nhiều màu khác nhau mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đặc tính màu của màu nước lên tranh mình cảm giác kiểu rất là trong trẻo, có một sự nhẹ nhàng mơ hồ rất là khó tả. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thay đổi từ trầm đến tươi, tuy nhiên thì màu nước vẫn khó tạo được sự nổi bật và sắc nét như màu dạ. Tóm lại thì giữa hai phong cách tô màu, mọi người thích phong cách nào hơn thì hãy chọn loại màu tương ứng với phong cách đó nhé. Còn nếu như mọi người thấy cả hai đều đẹp thì mình nghĩ là mọi người hoàn toàn có thể lựa chọn cả hai loại màu, màu nước trước, màu dạ sau. Bởi vì giá của một bộ màu nước hạng học sinh sinh viên thì sẽ rẻ hơn giá của một bộ màu dạ một xíu mọi người ạ. Chất liệu nào cũng đều rất là thú vị, nên nếu bạn nào mà muốn trải nghiệm thì hoàn toàn có thể đặt mua dụng cụ vẽ tại họa cụ Lỗ Store hoặc website lỗstore.vn để ủng hộ Lỗ Béo Studio nhé. Cuối cùng thì các bạn có thể đi line bằng bút line màu đỏ hoặc là bút line nâu để tranh phân tách giữa các mảng một cách rõ ràng hơn nhé. Màu đỏ rất hợp đi nét những tranh style dễ thương vì khiến nâng tông tươi sáng và ngọt hơn, nhất là khi mà tranh theo tông pastel như thế này nữa. Quay trở lại với bản sổ Nabi phiên bản giới hạn này thì mình cũng khá là ưng, mọi thứ đều ở mức khá tốt cho một quyển sổ giá 90.000 này. Mình có hơi tiếc là sản phẩm này hiện chỉ có khổ A5 mà thôi, vì mình nghĩ là có nhiều bạn cũng sẽ thích sử dụng khổ A4 nữa. Nếu các bạn có nhu cầu sắm sổ Nabi phiên bản giới hạn 21 tờ cho năm 2021 thêm lộc thì có thể đặt hàng tại Lỗ Store theo link Lỗ để phía dưới phần comment nhé. Hiện tại khi mua hàng tại Lỗ trên website hoặc cửa hàng đều sẽ được tặng một phong bì như thế này để có thể tham gia thử thách mà Lỗ đang tổ chức nha. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 triệu nên bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ đặt link phía dưới phần mô tả của video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Hy vọng là video này có ích với mọi người. Đừng quên like, share video và subscribe channel để không bỏ lỡ video nào của Lỗ Béo Studio ra trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!